Xin chào các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ trao đổi với các bạn một chủ đề: làm sao có thể xác định họa phúc của một ngôi nhà, khi nào thịnh, khi nào suy. Đây là cái chủ đề mà rất nhiều người quan tâm nhưng không có người lời giải đáp. Hôm nay tôi cũng sẽ giúp cho các bạn biết được là nhà của các bạn làm thế nào để biết được họa phúc thịnh suy của ngôi nhà của các bạn. Để giải quyết cái vấn đề này, nó rất phức tạp. Có thể cái clip này đa số sẽ không hiểu được về những cái mà tôi sẽ nói, bởi vì nó mang cái tính chất chuyên môn. Nhưng gì? Chính vì nó là mang cái tính chất chuyên môn, nó thuộc về cái lĩnh vực về phong thủy đạt trình độ rất là cao thì mới có thể hiểu và giải đáp được nó. Tôi chia sẻ ở đây là để cho tất cả các bạn nắm được thôi, là lý do tại sao ngôi nhà của các bạn có thời thì lúc thịnh vượng nhưng có những lúc nó bị suy bại mà không có lời giải đáp. Trước tiên ấy, trong mỗi một ngôi nhà ấy thì người ta sẽ phân chia cái ngôi nhà của mình, một ngôi nhà hoặc mảnh đất, tôi nói đơn giản là một ngôi nhà, người ta sẽ chia cái ngôi nhà của mình thành 9 phần. Có thể có những phần có cái cung nó lớn, có những cái phần, những ô nó có những cái ô nhỏ và ngắn, có ô dài, ô ngắn phụ thuộc vào cái hình thế của các bạn. Đặc biệt là những nhà hình vuông thì là nó các ô nó cân bằng nhau, nhưng những cái nhà mà hình chữ L thì nó sẽ có cái cung bị khuyết, tức ở cái cung đó nó không có, nó bị thiếu hụt. Nhà hình ống thì có cái cung nó sẽ được những cái dài, ngược lại có những cung nó có ngắn. Để nắm được cái nguyên tắc này này thì chỉ có phái huyền không phi tinh mới có thể làm được. Người ta nói là hình thế loan đầu kết hợp với lý khí. Để muốn biết được cái họa phúc của cái nhà này nó phát được trong bao nhiêu năm và đến cái thời gian nào thì nó suy bại, năm nào thì nó phát triển, năm nào nó không phát triển, thời điểm nào là cái thời điểm dễ mắc phải những cái thị phi điều tiếng, kiện tụng, cãi cọ hoặc là tiểu nhân, thời gian nào sẽ được tốt lành. Chính vì vậy ngày hôm nay tôi chia sẻ với các bạn sẽ có những cái chuyên môn, cũng mong rằng các bạn hiểu được một phần nào là lý do tại sao những người ở đẳng cấp cao người ta có thể xác định được họa phúc của một ngôi nhà, cũng như các bạn đi chụp CT ấy là người ta sẽ có thể biết được tất cả những cái nó sẽ xảy ra, những biến cố xảy ra. Để đạt được cái mức độ này, trước tiên các bạn phải chia một ngôi nhà của mình thành 9 ô, sau đó phải xác định được là cái nhà đó nó xây dựng vào năm tháng nào, nó thuộc về vận nào. Nó cũng giống như người ấy, một con người sinh ra vào cái thời điểm nào, năm nào, ngày giờ năm sinh. Thì đây người ta phải lập cho một cái đồ hình, gọi là đồ hình trạch mệnh, nó giống như cái giấy khai sinh của cái nhà đó. Qua đó người ta sẽ biết được là thời điểm nào là thời điểm tốt, thời điểm nào là thời điểm xấu. Khi đã chia ngôi nhà ra thành 9 ô thì người ta sẽ nhập cái con sao vận. Ví dụ vận 6 thì người ta nhập vào ở giữa cái ô, ở giữa, chia ô 9 ra thì ô ở giữa người ta sẽ nhập con sao số 6 ở đó. Vận 7 người ta sẽ cho con sao số 7 vào, mà vận 8 người ta sẽ cho con số 8 vào, và vận 9 người ta sẽ cho con sao số 9 vào trong chung cung. Đây người ta gọi là sao vận, là đương vận. Nó giống như là một người sinh ra vào một năm nào đó,
1960 hay là 1980 hay là năm 2000. Đấy, các bạn hiểu nó đổi thành gì. Sau đó, người ta đo, người ta sẽ lấy la bàn, la kinh, người ta sẽ đứng song song vuông góc với mặt tiền của cái nhà của mình. Để người ta xác định được là tọa hướng, là tọa phía là phía sau lưng của cái nhà, nó là ở phương vị nào, ở hướng nó là phương vị nào. Từ đó người ta sẽ lấy hai con sao tọa và con sao hướng ở đó, người ta nhập tiếp nó vào trong trung cung. Để xác định được con sao tọa đằng sau và con hướng ở trước mặt thì người ta phải nắm được cái vận nào đó. Ví dụ như vận 8, con sao số 8 nó nhập trung cung thì con sao số 9 nó đến hướng Tây Bắc, con sao số 1 thì nó đến hướng Tây, sao số 2 thì nó đến hướng Đông Bắc, sao số 3 nó đến hướng Nam và sao số 4 nó đến hướng Bắc, sao số 5 thì nó đến hướng Tây Nam và sao số 6 thì nó đến hướng Đông và sao số 7 nó đến hướng Đông Nam. Người ta đã xác định được các con sao nó nằm ở các vị trí rồi của 8 cung vị thì lúc đó người ta sẽ lấy con sao ở tọa ở hướng ra sao. Ví dụ như lúc mẹ đã nói là con sao số 8, 9, 1, 2, 3, con sao số 3 nó đến hướng Nam, con sao số 4 nó đến hướng Bắc. Đây tôi nói ví dụ như là nhà tọa Bắc hướng Nam thì người ta sẽ để con sao số 4 vào trong ở phía tay trái của con sao số 8 và con sao số 3 là hướng Tinh, người ta sẽ đặt ở bên phải. Thì ở ô ở giữa nó có một cái tổ hợp 4, 8 và 3. Sau đó người ta phải xác định được là gì? Nhà tọa Bắc hướng Nam thì trong đó cùng là con sao số 4 và con sao số 3 nhưng quỹ đạo vận hành lại khác nhau, phụ thuộc vào yếu tố địa thiên nhân. Người ta quy định của một sơn hướng, ví dụ như hướng Nam nó là Bính, nó là Ngọ, nó là Đinh, mà phía Bắc nó là Nhâm, là Tý, là Quý. Giả dụ là tọa Bắc hướng Nam, tức là tọa Tý hướng Ngọ, thì người ta phải xác định được là nó là Thiên Nguyên Long. Tất cả các cung vị của 8 phương hướng đều theo nguyên tắc là Địa Nguyên Long, Thiên Nguyên Long và Nhân Nguyên Long. Trong đó những cái con sao truyền thuận là những con sao nào và con sao chuyển nghịch ra sao. Trên nguyên tắc Địa Nguyên Long thì nó là dương chuyển thuận theo kiểu chim đồng hồ, kim đồng hồ, tức là giáp canh nhâm bính là dương, mà âm thì là thìn tuất sửu mùi, đó là Địa Nguyên Long, nó luôn luôn nằm ở phía tay trái của cái đồ hình. Thiên Nguyên Long chuyển dương thì nó gồm có 4 cung vị Càn Khôn Cấn Tốn chuyển dương đi theo thuận kim đồng hồ, và âm chuyển nghịch là Tý Dậu Mão Ngọ. Nhân Nguyên Long thì có gì? Chuyển thuận là dương, chuyển thuận là dần thân tị hợi, chuyển thuận, quỹ đạo chuyển thuận, và Nhân Nguyên Long là quý đinh ất tân. Cái này nó thuộc về chuyên môn, nhưng gì cũng để cho các bạn nắm được mà tránh cái những sai lầm. Tại sao rất nhiều clip rồi tôi nói đấy là cạm bẫy của phong thủy. Nếu như anh không xác định được phương hướng rồi, anh không xác định được cái vị trí, cái sơn hướng nó phải chuẩn mực. Nếu như anh chỉ áp dụng một cách đơn giản là đông tứ trạch hay tây tứ trạch thì chỉ có 8 cung vị là đông, là tây nam bắc, đông đông nam đông bắc và tây nam và tây bắc. Từ đó
nó dẫn tới những cái sai lầm trong sắp xếp và phong thủy. Chính vì vậy, để cho nó chính xác tuyệt đối thì người làm thầy phải am hiểu, ngoài các cái trường phái ra thì bắt buộc là phải hiểu về trường phái huyền không phi tinh. Đây là một trong những trường phái khó nhất, đỉnh cao nhất, mà không phải ai cũng đạt được cái yếu tố đó. Sau khi đã nhập được các con sao của vân, của tọa sơn và ở hướng, người ta xác định được quỹ đạo chuyển động của nó là dương hay là âm. Cũng nói như hướng nam, nếu như hướng bính nó khác, nếu như vận động nó khác thì nó là dương. Nhưng hướng ngọ và hướng đinh nó là chuyển âm, thì các sao nó sẽ hoàn toàn khác nhau. Thì từ đó người ta sẽ xác định được là cái hướng cung nằm hướng nam. Có nhà thì gặp song tinh đáo hướng, nhưng có nhà thì là song tinh đáo tọa. Tức là gì? Là hai con sao tài tinh, cả sao hướng và sao tọa nó đều ở phía trước mặt của nhà. Nhưng cùng với hướng nam, nếu như quỹ đạo chuyển nghịch thì hai con sao số 8 là con sao tài tinh và con sao đinh tinh nó ở đằng sau. Cho nên cái vấn đề này là một trong cái vấn đề yêu cầu bắt buộc của những người làm thầy phong thủy phải nắm được. Qua đó mới có thể định hình được cho nó chính xác. Khi anh đã lập được cái đồ hình này chính xác rồi thì anh mới phán đoán được họa phúc của cái gia đình đó trong 20 năm nó như thế nào. Để biết được hàng năm, ở như trên mạng xã hội hàng năm cũng rất nhiều các clip chia sẻ là mỗi một năm nó có một con sao nhập trung cung, nó đến các cái vị trí ra sao, kết hợp với con sao hướng tinh và con sao tọa tinh ở một cái ô nào đó. Mỗi một ô nó sẽ có 3 sao cố định, ít nhất là 20 năm. Nếu như anh không thay đổi phá nó đi thì nó có thể nó sẽ tồn tại 40 năm hoặc 60 năm. Trừ trường anh đập cái nhà đó đi, anh xây lại mới thì nó sẽ chuyển sang vận mới. Cũng giống như thằng người là sinh ra 1960 là tuổi Tý, nhưng đến năm 1984 cũng là tuổi Tý. Nếu như mà anh không thay đổi diện mạo của cái nhà thì mãi mãi vẫn là anh sinh tuổi Tý năm 1960. Khi mà anh cải tạo lại thì nó lại trở thành 1984 là tuổi Giáp Tý chẳng hạn. Đấy, tôi nói để các bạn hiểu như thế. Khi đã lập được cái tranh bàn này rồi đấy thì phải tuân theo một nguyên tắc đòi hỏi rất chính xác, biết được nhà đó thuộc cái vận nào, thuộc về âm hay dương, thuộc về địa nguyên long hay thiên nguyên long hay nhân nguyên long, qua đó để xác định quỹ đạo vận hành thuận hay nghịch. Sau khi đã nắm được những cái yếu tố đó rồi thì người ta có thể xác định được trong một cái tổ hợp nào đó, người ta sẽ biết được là ở phương vị nào có những con sao mà dễ gây ốm đau bệnh tật, là con sao số 2 và con sao số 5. Ở cái tổ hợp nào nó có những con sao số 2 và con sao số 3 thì người ta có thể biết là mẹ và con trai thường xảy ra những bất đồng. Ở cái tổ hợp nào nó có tổ hợp 1-4 đồng cung thì người ta biết là nhà đấy là học hành nó tốt hay nó xấu. Đồng thời qua đó người ta cũng sẽ xác định được rằng cái nhà này phúc hay họa. Tôi nói ví dụ, nếu như ở một phía nào đó, một cung vị nào đó nó có cái tổ hợp 1-4 đồng cung, đấy là tổ hợp của học vấn văn xương nhất tứ đồng cung, đấy là tốt. Tuy nhiên nếu như ở đó lại đặt một cái VC vào cái cương vị đó thì nó trở thành là nhất tứ đồng cung kim thủy đa tình tham hoa luyến tiểu, thì nó lại ngược lại, nó là đào hoa sát và học hành thì bê bết. Nếu như ở một cái tổ hợp nào đó nó có một cái tổ hợp 2 năm chẳng hạn, khi một năm nào đó nó có con sao số 2 hoặc số 5 nó lại vào trong đó thì người ta gọi là trùng trùng sinh nhập, lập tức tiêu hao,
thì từ đó người ta sẽ xác định được là cái nhà này nó là cái gì, nó tốt hay nó xấu. Nếu như cái hướng nhà của các anh nhận được những cái con sao đương vận của cái vận đó, ví dụ như vận 8 thì nó là con sao số 8 quản cục, là con sao đương vận. Con sao số 9 là con sao sinh khí trong tương lai, và con sao số 1 cũng là con sao tốt. Nhưng nếu như cái nhà của các bạn xây vào vận 7, có nghĩa gì? Các bạn xây cái nhà đó từ năm 1984, trong cái thời gian từ 1984 đến 2003, thì có nghĩa là gì? Lúc lập trạch bàn thì người ta chạy cho con sao số 7 vào giữa trung cung và các con sao tỏa hướng, thì người ta chạy biết là cái nhà đấy nó đã suy vận rồi, nhận được những con sao suy khí, thậm chí có những nhà nhận phải những con sao tử khí là như vậy. Chính vì thế mà hôm nay tôi chia sẻ với các bạn cái clip này, không hy vọng để các bạn hiểu về cách lập trạch bàn, nhưng qua đó để các bạn cũng đánh giá được cái năng lực, cái trình độ của cái người thầy mà sẽ đến giúp các bạn. Nó cũng giống như ở bệnh viện, nếu gặp được người thầy giỏi có trang thiết bị tốt, người ta sẽ chiếu chụp, người ta CT, người ta sẽ phân tích tất cả những cái yếu tố của bản thân của một người bệnh, mà người ta tìm ra được cái kết quả nó tốt hay xấu. Thì ở lập cái trạch bàn này nó giống như bệnh nhân, là cái nhà đấy nó có nguyên nhân của nó, thì phải tại sao cái gia đình này nó hay ốm đau, thì cái nhiệm vụ của người thầy phong thủy, người ta lập được cái trạch bàn này nó giống như là người ta chụp chiếu ấy, người ta sẽ biết được là tại sao nằm ở cái phòng đó nó từng ốm đau, tại sao người ta biết trước là cái phòng đó là dễ bị thị phi điều tiếng, và người ta biết chắc chắn là cái thời điểm nào là khởi phát và cái thời điểm nào nó sẽ xảy ra những cái mâu thuẫn, sẽ xảy ra những sự việc phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên ngày hôm nay ấy, là tôi phát biểu với các bạn ở đây phải nắm cho chắc, đặc biệt là những người thầy khi mà đã đi giúp đời phải lấy cái tâm đầu tiên. Bởi vì sao? Anh phải có tâm thì anh tất có tầm. Cái tâm ở đây cũng phải hiểu một cách thấu đáo, rõ ràng. Tâm ở đây không phải là người ta đi, người ta giúp các bạn miễn phí. Đấy, nó phải phân biệt rõ ràng ra. Cái tâm của cái người thầy là gì? Người ta đi làm, người ta phải có cái đãi ngộ, người ta cũng phải có cái cuộc sống của người ta. Cái tâm ở đây có nghĩa không phải là người ta miễn phí là người ta tâm, mà cái tâm là người ta giúp các bạn chu đáo, nhiệt tình, chính xác, hiệu quả, thì đó là cái tâm. Chứ người ta không làm, người không có tâm là gì? Là làm hời hợt, trình độ thì non yếu, nhưng chỉ nhận đãi ngộ, không cần biết hậu quả của gia chủ ra sao, thì đó là người không có tâm. Khi một người thầy giỏi, người ta đã có tâm, thì chắc chắn người ta sẽ có tâm. Cái tâm nó đi với cái tâm. Chứ nhiều người hiểu một cách sai là tâm là phải thiện. Thiện và tâm nó khác nhau. Thiện là thiện nguyện. Tâm đây là loại tâm đức, là người ta làm cái gì là xuất phát từ tâm, người ta phải giúp hết mình. Làm sao người ta giúp người, người ta cầu mong cho cái người mà người ta giúp đỡ, người thay đổi được cái vận khí trong gia đình, thay đổi được những cái thói quen xấu, làm cho cái vận khí của gia đình nó tốt lên, thì đó là người có tâm. Bởi vậy, trước khi đón thầy về, bất kể thầy nào, chưa thể xác định được người đấy là người thầy giỏi hay là thầy kém, cũng như các bạn là bệnh nhân tới bệnh viện, các bạn không thể biết được là ông bác sĩ nào là ông giỏi, ông bác sĩ nào là ông kém. Chỉ khi người ta khám bệnh, người ta chuẩn đoán bệnh nó chính xác và người ta kê đơn nó hiệu quả, thì đó là người bác sĩ giỏi. Cũng giống như vậy, thì người làm thầy, đặc biệt là thầy phong thủy, nếu như thầy phong thủy giỏi, người ta không dựa dẫm, mà người ta sẽ đến đấy, người ta khám cho cái nhà, đối đúng nghĩa, người ta khám cho cái nhà để biết được
cái nhà đó nó ốm, nó đau ở chỗ nào. Nói thì các bạn bảo là nó hơi miền vông nhưng thực tế là có đấy, bởi cái nhà nó cũng ốm đấy. Người ta sẽ biết được cái nhà đấy nó ốm, nó cũng bị già đi, nó cũng bị bong chóc, nó cũng bị ghẻ ngứa, nó cũng bị viêm phổi, nó cũng bị huyết áp, nó cũng bị tim mạch đấy. Là gì? Là nó ảnh hưởng đến thằng người đấy. Ví dụ như có cái tổ hợp 79 chẳng hạn, thất cửu đồng cung tất hồi lộc chi tai, phát sinh những cái bệnh liên quan đến huyết áp, mắt và tim. Nếu như có cái tổ hợp 23 thì người ta biết chắc chắn là đấu nghiêu sát trước mẹ sau con, người mẹ luôn buồn phiền, con khó bảo. 6-7 gặp nhau thì đao kiếm sát. Thì từ đó người ta bắt bệnh và người ta sẽ kê đơn. Kê đơn là gì? Người ta sẽ hóa giải, người ta sẽ chỉ cho các bạn biết cái gì nên thay đổi như thế nào, và người ta cũng cảnh báo cho các bạn biết là cái thời điểm nào là thời điểm nguy hiểm. Thậm chí người ta có thể biết ngày nào nó xảy ra. Bởi vì sao? Tất cả cái quỹ đạo của con sao người thường không nhìn thấy. Nó giống như người ta dự báo thời tiết là cơn bão số 3, số 4 nó sẽ đến vùng này sau bao nhiêu thời gian nữa nó sẽ đến đâu, sức gió ảnh hưởng ra sao. Thì ở lập được cái trạch bàn này và người thầy giỏi người ta cũng dự đoán chính xác như vậy. Người ta sẽ biết nào, vào thời điểm nào là trong nhà này sẽ xảy ra cái gì. Người ta chỉ thông báo cho các bạn, người ta chỉ cho các bạn cách hóa giải. Hóa giải ở đây không phải là nó hết, mà gì, nó sẽ giảm thiểu. Bởi vì sao? Cơn bão nó đến, nó vẫn là nó đến, không ai đuổi được cơn bão. Thì ở đây cũng vậy, con sao xấu nó đến, nó vẫn phát sinh, nhưng người ta phòng tránh trước. Ví dụ người ta nói là trong cái tháng này sẽ dễ xảy ra trộm cắp hoặc là cãi vã, người trong nhà dễ bị bệnh về đường gan mật chẳng hạn, thì người chủ nhà phải nghe, lắng nghe và đến cái thời điểm đầu tháng phải nhắc nhở trong gia đình thì nó sẽ giảm thiểu nó đi. Ví dụ cãi nhau nhỏ to, nhỏ thì nó không biến thành to, còn nó vẫn xảy ra. Đó là cái điều trong 17 năm qua, năm nay bước sang thứ 18 là tôi đi quá nhiều và nói nghiêm túc một điều là tôi giúp quá nhiều. Nên cái điều này là ít có thầy nào qua mặt tôi được về các cái vấn đề mà dự đoán. Bởi vậy ngày hôm nay tôi đi phát cái clip này chắc chắn các bạn cũng không hiểu, nhưng để cho các bạn có một cái khái niệm trước khi đón thầy. Người ta giỏi hay là người ta chỉ lý thuyết thì phải dựa vào chuyên môn của người ta, chứ không phải là chỉ dựa vào mỗi cái là ông đến ông kiểm tra là cái mệnh của ông này là đông tứ trạch với tây tứ trạch nó có đúng hay không, xong chuyển đổi cái bếp. Đấy là những cái người ta gọi là sơ khai của phong thủy. Bởi vậy hãy tôn sư trọng đạo và hiểu cho đúng chữ nghĩa chữ tâm là cái gì, tránh cái trường hợp nhầm cái chữ tâm lại trở thành là cái người đó là phải giúp cho tôi, có trách nhiệm, phải ông thầy đấy phải làm cho tôi cái này, phải làm cho kia, thì lúc đó ông có tâm đấy là sai. Tâm là người ta làm hết mình, hiệu quả, chính xác và giúp cho gia chủ vượt qua được những cái bế tắc thì đó là tâm. Chứ đừng hiểu từ cái tâm nó lại lệch lạc ra khác. Và người thầy giỏi người ta có tâm, tất người ta có tâm. Hy vọng qua cái clip này các bạn cũng hiểu khái niệm để xác định tại sao người ta biết được họa phúc của một ngôi nhà nó đều có cơ sở khoa học của nó, chứ người ta không đoán mò. Và chúc các bạn một ngày bình an và tốt lành. Hy vọng gặp các bạn ở những cái clip tiếp theo.